hề thực sự luôn. Hàng mới về đây, quá trời đừng loa đi, hai bách bốn tấc, hai bách hai tấc, quá trời đừng loa, hát lên là thở thôi cũng nghe ấm, mà nghe em nghe ấm rồi anh chị. Đây một con loa mà độc lạ, độc nhất đó, mà cái clip em đã kêu là độc nhất rồi đó. Đố các bác nào kiếm đâu ra được một con loa như thế này luôn đấy, rất là đẹp. Mẫu này mang tên là T02 Pro nha. Đây vang vợt ở trên đây đầy đủ luôn, mà cái con này á anh chị hát xong mình gấp lại gọn trơn đem vô nhà cất. Mà đây nè, bo mạch nữa nè, đó cho anh chị xem sơ qua nha. Delay, repeat, reverb, echo nữa, bốn cái hiệu ứng vang, một đống hiệu ứng vang luôn, kết nối bluetooth cực kỳ ổn định luôn nè. Đây mang con loa này về chơi anh chị, nhiều khi anh chị bỏ luôn cái âm ly, bỏ luôn cái loa vàng nhà mình chơi luôn đó, được chưa? Cháy anh chị, cháy đúng không? Đó thấy lửa là thấy cháy rồi, được chưa? Con này T02 Pro nha, một con loa hát cực kỳ sướng, nghe sàn cực kỳ căng luôn, nghe qua tới lại bên kia luôn. Rồi bác nào thích con loa như thế này thì để lại comment cho em nha.